Nếu ai còn chưa đăng ký kênh, hãy bấm vào nút đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất mình chia sẻ lên kênh. Và trong video này mình chia sẻ mọi người dự án để nhận 25.000 cái tóc cần Dopper. Thì cái dự án này là nó dựa trên cái nền tảng của web 3.0 nhá. Rồi, để tham gia vào dự án này, mọi người bấm vào đường link dưới phần mô tả, sau đó làm các nhiệm vụ chatbot. Tiếp theo chọn Start này. Rồi, sau đó mọi người sẽ nhập mã captcha. Tiếp tục mọi người sẽ join vào các kênh Telegram, Twitter này. Ở cái dự án này thì nó sẽ kết thúc vào ngày 25 tháng 7 và nó sẽ phân phối luôn vào ngày 25 tháng 7 nhé. Rồi, và mỗi một lượt rep thì mọi người sẽ nhận được là 10.000 cái đồng Dopper này. Nhiệm vụ đầu tiên thì mọi người sẽ join vào Telegram này. Ok, quay trở lại, join tiếp vào kênh channel. Rồi, sau đó quay trở lại follow Twitter này, like retweet bài đăng và mọi người copy cái hashtag này nhé. Rồi, vào Twitter. Sau đó chọn theo dõi này. Tiếp đến mọi người chọn like và chọn trích dẫn. Ở đây thì mọi người gắn hashtag vào và chọn tweet. Quay trở về bot. Bấm chọn submit này. Rồi, sau đó chọn don. Và ở đây thì mọi người sẽ gửi cho nó profile link của Twitter. Mọi người copy cái dòng chữ Twitter màu xanh này cho mình. Rồi, tiếp theo thì sẽ gửi cái địa chỉ ví BEP20. Rồi, chọn confirm. Ok mọi người, như vậy mình đã hướng dẫn xong mọi người tham gia dự án. Hẹn gặp lại mọi người những video tiếp theo.